Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Sáng hôm nay mình về Bồn Nhóc, ra biển tâm biển lặng chơi, vào biển. Đây, Kiệt vừa tìm thấy gì Kiệt? Thanh Ngô Thời. Sao biển này nhiều tia đấy? Không, đặt gương mình không có. Lấy cây dít lên Ngô Thời. Dít lên. Lấy gương lặng dít lên không được. To lắm không? Mất hai cái. Xin chào mọi người nha. Mình vừa bắt được con sứa biển. Lộng con sao chứ? 2 4 con sao, sao 9 cái nha. Cái sao biển này. Đây. Đây đúng chắc con sao rồi. Coi cái chân nó quơ. 2 9 cánh mà nên nó bị gì à? Đây nó bị gãy mấy cánh không? Đây. Ai xin chào mọi người nha. Kiều vừa bắt được con gì đây. Gì biển nha. Cỡ dây là to rồi nha mọi người. Đây, mình sẽ bỏ vào một túi. Cái túi đó nhỉ? Mình săn bắt hải sản của sáng hôm nay nha. Săn bắt là mình sẽ có thể làm thật luôn. Bao nhiêu mình sẽ làm thật luôn. Đây. Nó tắm á. Rất tuyệt vời, phải không? Giờ bắt đầu đi lặn nha. Anh Thanh vừa thấy một con ghẹ nha các bạn. Ghẹ. Đó. Ghi nhiêu lên luôn. Chợp á. Anh thấy mấy ghi được ghi nha các bạn. Con hả? Đó con kìa, đây là chèn lấp luôn, chỗ kìa, dưới chân kìa. Còn một con nữa ơi. Nha các bạn. Anh Thanh đã bắt được một gì nữa nha các bạn. Cho một con này nha. Lớn cá lủng vậy nhận. Da lớn nó không lủng. Nhưng một con nữa nha các bạn. Một con này nha mọi người. Mấy con nè. Con con. Món con. Mà bán gì mà. Cho túi à. Trời to. Anh vừa bắt được một gì nữa nha các bạn. Qua con bự này. Cho bự con người. Chào mọi người nha. Chào người nha, bỏ bắt là con kìa rồi. Trời. To nha. Con này.
Ở dưới cát là không thấy luôn, không có thấy gì luôn. Chỉ thấy nó hai con mắt thôi, ở dưới cát nha mọi người. Thấy nó hai con mắt không à. Sao mắt đó, thầy đấy thiệt là kỳ cũng thấy lắm. Đấy thiệt không, không phải không thấy được. Thôi mình đi bắt tiếp đây. Đây đây. Đeo đeo gì đeo. Ba hai con. Cố bác. Chuyên nghiệp lần hai con luôn. Mày quay đây này, thấy không bà bây thấy không? Một hả? Hai. Dạ ông bự con nhỏ. Thấy không? Có con gì đang tạo thoát nha các bạn. Ồ con cũng lắm to dữ hả? Nhìn, nhìn đẹp hả? Anh vô bắt đùa con nữa hả bạn? Để bây ghê này với anh em mình bắt nha các bạn. Nào. Mấy anh Thanh quăng mấy con này vợ ra con nha. Anh Thanh bắt được con nữa nha các bạn. Sao kỳ nhiêu quá giờ trời nắng nên đi ăn sáng nha các bạn. Cũng đứng mà nó đi ăn sáng à, kỳ à. Trời nắng ăn sáng nhiều quá. Anh Thanh bắt được kỳ nữa nha các bạn. Trời ơi nó to kỳ nữa kìa. Tròn một chỗ hai con. Lại bỏ xuống đi nhận. Cái kìa chim bự ra kìa. Trời giờ nó lên. Đi chân anh ơi. Trời trộn khúc có gì nữa cơ. Tụi tao à. Trời má. Trời đó, đem đi bỏ xuống đi. Không phải. Bỏ bi nè. Trời. Kịch tính rồi. Quá. Bỏ bi rồi. Trời. Quá. Phúc phúc trộn phúc rồi kìa. Đây đây. Chạy cho anh đi bắt con nữa đi. Chạy cho anh nhiều quá. Đây rồi. Giờ giờ là đi ăn sáng thôi cho các bạn. Hai con à. Trời. Giờ là đi ăn sáng thôi chưa. Trời này với anh em mình bắt được nhiêu đây nha các bạn. Mình đi hầu cỡ 5:30 ạ. Giờ chắc xéo giờ ạ. Đây đi đi, bỏ vô đi. Bỏ vô. Cho con nghe nữa à. Kìa, bỏ vô. Ô. Đừ quá. Trời. Bỏ ra. Trời ơi, giờ mình nói đó mà giờ nó đi ăn sáng nhiêu rồi anh. Ừ. À, dạ. Vâng. Mắt rồi. Nó mang cành đào. Không có hay sao ăn kịp. Con cơm nấm nè. Trời, hai người luôn mà nó dơ ghê nhiêu dữ à. Không. Mình nói đâu nó đi ăn sáng mà. Ừ. Hai con, bé rồi con à. Con nữa nha các bạn. Trời ơi, giờ là đi ăn sáng. Bây giờ ghiền nó nha. Giờ đi ăn sáng mà biểu. Ghiền nó nha. Rồi bây. Tôi gấu vậy, bạch là bạch. Kiệt máu bắt đường con rồi nha các bạn. Nè con dạy. Xuống là bắt kìa đi. Cái lứ nó đọc lứa bữa. Lứa bữa với em đi. Trời, đeo con này. Con rắn ủ. Rắn hả? À, ừ. Trời, kẹt lên lại nè. Quá là kẹt đó. Bây giờ kẹt quá. Đeo. Kẹt thôi nha. Kẹt sâu đấy là không kẹt. Đeo. Đấy, bảo lứa đi, đeo quá. Dịch trong lưới đi. Bảo dục lưới đi. Dịch bên nè. Lên bờ, mình lên bờ rồi mày thả ra. Dịch bên nè. Chịu đùa không? Thả lưới này nó sớm à. Dịch bên nè, tao bỏ. Ô. Này Phú đeo. Bố bán cái gì? Là con lưới đi. Sao chút kia? Không thấy. Kiểu vô bắt được con nữa nè. Nhỏ. Wow. Tao nhỏ. Chưa. Nhỏ. Cho nhiêu dữ à. Biết sạch biển luôn. Nó sao nó sống mày. Con nó rớt ra. Bạch. Cái chân nó đâu vậy à. Trời. Đây bác hết gì biển không chiêu hồi bác. Ê, cái con. Ở nhà. Cướp nó. Mày bác ơi. Đó. Vậy.
cơm nấm, cơm nấm. Dạ, chú cơm nấm. Chuyện vô bắt được con nữa nha các bạn. Đâu kìa. Tao, hai con à. Cho bà sẽ thấy con này. Lại bị kẹp. Kẹp nữa. Kẹp 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 miết à. Con này bắt máy gì cho khá trứng kìa. Thả chưa? Chưa. Bỏ trong đây luôn rồi. Quả mày bắt hai con à? Một lúc hai con rồi chắc rồi. Cho nó nhiêu rồi. Mà nãy giờ ấy mấy giờ lên thử rồi. To không à? Giờ lên thử rồi. Nấm không? Không mà nó cơm nó là cá đi. Không. Tao máu nó cơm nó là cá cơm nó. Cho. Bự. Được ra. Thả bự rồi. Thải thải. Cho. Thải thải mà. Coi dưới bự á. Mấy con hồi nãy tao thả chào mấy. Phú lúc đó xuống đất mới ướt màn hình hết. Các bạn coi là các bạn không? Để anh em tìm cây của mình rồi không? Phê. Bắt nhiêu đây cho ít giỏi đây. Quá là phê cho một buổi sáng như con tê tê. Nhiêu đây đỡ buổi sáng không? Cứ ngắt. Có không? Không biết. Có gì hả? Nhiêu có sao ăn chụp tất cả. Có không? Không. Đá chẳng gì. Ra thay nhận. Thay nhận ngang chạy lên chỗ anh Thanh nha các bạn. Mệt quá mệt đi. Đây. Chào ơi nha, mệt quá mệt đi. Đây, giờ tụi mình sẽ đi dưa nha. 3 giờ chờ biến nè, mong này chắc là kỳ đam mê nha. Con nè. Mọi người thấy rõ. Kỳ này nha. Đây vậy luôn. Bye bye mọi người. Giờ tụi mình thì chưa? Đây. Đây. Vẫn thân lặng nữa. Hai ông. Cảm ơn mọi người đã xem kênh của mình. Nhớ like, subscribe và chia sẻ kênh chúng mình nha. Cho tụi mình thêm tinh thần để làm video. Bye. Bye.